Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với channel của mình nhé. Thì mình là NTG Liên Quân đây. Hôm nay theo cổ bạn Luận Nguyễn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với vị tướng Zuka ở trong mùa giải S1 2023 này nhé. Hôm nay là cũng tranh thủ có cái sự kiện miễn phí trang phục trong Liên Quân, hay chính xác là miễn phí thử trang phục nha anh em. Đó, chúng ta có cơ hội để trải nghiệm cái bộ trang phục Zuka gấu nhồi bom, hay là gấu nhồi bông nhỉ. Đó, một bộ trang phục mà cũng rất nhiều anh em bảo là chỉ cần mặc thôi chúng ta sẽ trở thành best Zuka. Trong cái trận đấu này của mình thì chúng ta cũng sẽ phải đối đầu với một cái kèo mà cũng tương đối là khoai với vị tướng Zuka. Đó chính là vị tướng Tara. Một vị tướng cũng không hề mềm và cũng không hề dễ ăn một tí nào. Tại vì đây cũng là một chất tướng tanh ở trong Liên Quân. Thế nên Zuka mà để solo được với chất tướng tanh thì theo cá nhân mình nó cũng rất là khó. Trận này thì chúng ta cũng sẽ phải đổi qua lối đánh mới một tí. Một lối đánh phượt thủ dành cho vị tướng Zuka, phượt từ đường kinh công xuống đường rồng và từ đường rồng ra đường mid. Có nghĩa là những cái pha solo kill với mình và vị tướng Tara thì gần như nó sẽ rất là ít xảy ra. Riêng đi top với vị tướng Zuka thì mình thường thường là có 3 kèo mà mình không bao giờ mình solo kỹ năng. Thứ nhất là những cái kèo nó trâu, thứ hai là những cái kèo đã trâu lại còn hồi máu nhiều. Ví dụ như là vị tướng Tara trong trận này, hay là vị tướng Veret chẳng hạn. Hoặc thứ ba đó chính là những cái kèo nó mạnh về chất tướng. Mà đã mạnh về chất tướng thì mặc định là chúng ta cứ solo là thua thôi, kể cả anh em có kỹ năng tốt. Thế nên tốt nhất là chúng ta đi đảo ganh, nó sẽ là hiệu quả. Chứ còn ở lại solo kill mà chúng ta chỉ ở trong cái thế hỏa hoãn, ôm trụ, thì thứ nhất là nó sẽ mất thời gian và thứ hai là hiệu quả không cao. Còn ở đây thì Maganga đã một cái pha phá rừng tiếp tục. Trận này thì mình để ý là Nắc bây giờ mới có level 4 nha anh em. Có nghĩa là cái tiến độ đi rừng đang bị chậm rất là nhiều so với người chơi đi rừng bên phía team mình. Tara thấy Nắc bị phá rừng và ra ứng cứu rất là nhanh, và chúng ta thì cũng chỉ đánh nhẹ nhẹ thôi để dụ cho vị tướng Tara bật ra cái chiêu cuối mình đồng ra sắt. Và bây giờ mới là lúc chúng ta combo. Đó, khi Tara hết chiêu cuối rồi thì cái vị tướng này nó cũng rất là mềm thôi. Nhưng là mềm ở giai đoạn đầu trận nha anh em. Tại vì đầu trận thì Tara cũng chưa có đồ đâu. Combo nếu không có chiêu cuối thì mình đủ ăn. Còn tí nữa tầm giữa trận và cuối trận thì mình nghĩ là gặp Tara là chúng ta bỏ qua mà thôi. Đó, cái mục tiêu mà mình ưu tiên trong trận đấu này thì sẽ là ba vị trí. Thứ nhất là người chơi đi rừng bên phía team địch là người chơi Nakroth. Thứ hai là người chơi đi mid Lily, và thứ ba là người chơi đi AD, đó chính là vị tướng Violet. Đó, chúng ta trước khi chơi nhé, vào trận đấu nào cũng thế, cũng nên là phân tích đối thủ để xem chúng ta bắt ai. Có nghĩa là để xác định trước cái mục tiêu mà chúng ta cần nhắm tới. Đó thì vào giao tranh tổng chúng ta cũng sẽ đỡ bị rối. Kiểu như là vào giao tranh thì nhiều khi là chúng ta chưa xác định được trước ấy, thì hay có cái tình trạng là gặp ai chúng ta tung chiêu vào đấy. Đó, đến lúc tung chiêu xong rồi gặp cái mục tiêu cần bắt thì chúng ta lại hết chiêu, khiến cho cái lối đánh của vị tướng Zuka trong những pha combat tổng cũng sẽ bị động đi rất là nhiều. Zephyr bây giờ thì cũng ở đường rồng rồi, mình cũng sẽ ping vào rồng để cho Zephyr biết là mình sẽ xuống rồng, để tạo một cái pha giao tranh ăn rồng ở thời điểm hiện tại. Đó, Tara thì mình chắc chắn là vẫn ở đường kinh công thôi anh em, vẫn mân mê với cái trụ. Mà 4 đánh 5 thì lại vô cùng đơn giản, ở đây thì mình cũng sẽ núp trước nha. Đợi cho vị tướng Arum hết chiêu cuối và những cái vị trí cần bắt là vị tướng Violet lên cao. Và ở đây thì chúng ta sẽ ưu tiên bắt Violet. Đó, chỉ cần xác định được mục tiêu như thế thôi thì đánh Zuka nó sẽ rất là dễ. Rồi, và pha này thì mình cũng sẽ rút lui nha anh em. Rút không nhỉ? À thôi, có cả vị tướng Arum, và bây giờ Arum thì cũng mất chiêu cuối rồi. Cái độ nguy hiểm cũng sẽ được giảm đi rất là nhiều. Chúng ta cũng sẽ cấu máu vị tướng Arum và cũng tranh thủ là tận dụng cái nội tại của vị tướng Zuka để hồi máu luôn. Đó, và mình nghĩ là ba vị tướng đấu sĩ mà đánh với Arum thì nó cũng có vẻ là không ổn cho lắm. Nó cứ tận dụng thôi, cấu rỉa tí nào hay tí đấy, tránh để cho vị tướng Arum có thể hồi máu. Trước tiên đến với lối chơi của vị tướng Zuka trong clip ngày hôm nay của mình thì chúng ta cũng sẽ điểm qua một tí về cái bộ kỹ năng của vị tướng Zuka nha anh em. Đầu tiên đến với nội tại thì chúng ta chỉ cần hiểu đơn giản, đó chính là ở đây có hai nội tại. Nội tại đầu tiên đó chính là khi anh em dùng chiêu thức xong thì Zuka sẽ được cường hóa đòn đánh thường. Nghe rất là giống Ngộ Không, thế nên là khi anh em dùng chiêu xong thì chúng ta đừng bao giờ chúng ta quên đánh thường. Đến với nội tại thứ hai của vị tướng Zuka, đó chính là khi anh em dùng chiêu thức hay đòn đánh thường vào tướng địch. Chính xác là phải vào tướng địch nha anh em, thì chúng ta sẽ được tích ấn những cái điểm nội tại. Và sau khi đủ 6 điểm nội tại, à chính xác là 5 điểm nội tại, chúng ta sẽ được hồi máu cho vị tướng Zuka. Đó, bây giờ ví dụ với Nắc nha, đó, cứ phun điểm nội tại ra được hồi máu. Và cái thời gian thì duy trì trong cái điểm võ hồn ở bên dưới thôi. Đó, thế nên trong một cái pha combat nếu anh em combo nhanh tay thì chúng ta có thể hồi máu được 2 lần. Tiếp tục đến với cái chiêu 1 loạn đà bổng của vị tướng Zuka. Chiêu thức này chúng ta cũng sẽ có 2 lần kích hoạt.
và mỗi lần thì cũng sẽ giúp cho vị tướng Zuka lướt lên một đoạn, cũng tương đối thôi chứ không xa. Đó, và sau khi lướt thì anh em cũng nên đánh thường nha. Đó, và combo thì anh em cũng có thể nhìn trên màn hình. Mình sẽ dùng chiêu 1 đánh thường, rồi chiêu 2 đánh thường, rồi lại chiêu 1 đánh thường. Chiêu 2 của vị tướng Zuka thì ngoài khả năng cũng lăn, cũng gây xa thương, thì chiêu thức này còn có một khả năng là nếu anh em lăn trúng tướng địch, Zuka sẽ được bắp giáp. Và cái lượng giáp này thì nó không hề ít một tí nào, có thể đủ để cho anh em outplay tướng địch rất là dễ dàng. Tóm lại, combo đầu tiên ở đây khi chúng ta chưa có chiêu cuối, nó sẽ là chiêu 1 đánh thường, chiêu 2 đánh thường và chiêu 1 đánh thường. Đó, còn bây giờ chúng ta sẽ đến với chiêu cuối trầm trọng lực, hay chính xác là lấy thịt đè người của vị tướng Zuka. Ở đây thì mình cũng sẽ lấy mẫu luôn một cái pha đi ganh vào vị tướng Violet và vị tướng Nakroth với một cái pha trầm trọng lực kết hợp tốc biến. Đó, và ganh thì gần như là hiệu quả nó rất là cao. Một combo rất là phổ biến với vị tướng Zuka. Gần như là cứ combo là chúng ta sẽ có mạng. Còn ở đây thì giao tranh cũng đã nổ ra rồi, nhưng mà hơi khó hiểu một tí là người chơi Arum thì có vẻ là chỉ chói Cafeni mà thôi. Đó, còn những cái vị tướng sát thủ quan trọng như thế này thì lại không chói. Đến thời điểm này thì mình cũng đã có món trang bị đao truy hồn rồi, thế nên những cái pha đi ganh của vị tướng Arum thì nó cũng đơn giản thôi chứ không như đầu trận. Đầu trận thì là hơi chật vật, nhưng bây giờ chỉ cần có một tí giảm hồi máu thôi, đó là Arum không thể hồi phục được nữa rồi. Đó, và đến với combo chuẩn của vị tướng Zuka khi chúng ta đã có chiêu cuối thì nó sẽ là như thế nào nhỉ? Đầu tiên anh em sẽ dùng chiêu 1 trước đánh thường, chiêu 2 đánh thường rồi chiêu 1 đánh thường, và sau đó chúng ta mới kích hoạt chiêu cuối. Cái lý do ở đây tại vì chúng ta dùng ma tính, thế nên là vẫn bắt buộc là chúng ta phải dùng hết chiêu 1, chiêu 2 rồi sau đó chúng ta mới chiêu cuối nha anh em, thì cái sát thương của vị tướng Zuka sẽ được là tối đa. Đó là combo đầu tiên ở trong những cái pha combat đơn giản nhất, hoặc là những cái pha solo 1-1 nha anh em. Còn những cái pha bắt lẻ, những cái pha mà cần tốc độ, cần thời gian, có nghĩa là phải nhanh, phải gọn, thì thường thường combo nó sẽ là chiêu 2, anh em đánh thường một cái rồi ngay lập tức chiêu cuối. Đó, thì theo cá nhân mình cũng là một combo rất là ổn, mà không cần nhất thiết chúng ta phải dùng hết chiêu 1, chiêu 2. Và khả năng là pha này cũng khó chạy rồi khi đã một cái pha chói từ vị tướng Arum. Không biết là chạy được hay không nhỉ? Mình nghĩ là được đấy anh em, khi có người chơi Zephyr quay trở lại cứu chúng ta. Một cái phong cách đánh rất là cao cả của vị tướng Zephyr và mang đậm cái tính chất đồng đội. Không biết là chúng ta có lên quay lại để fit cùng vị tướng Zephyr hay không? Tuy là không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng mà chắc chắn là chúng ta phải sống để có thể trả thù cho vị tướng Zephyr. Điểm qua một tí về lối trang bị của vị tướng Zuka trong clip ngày hôm nay của mình, thì với một lối trang bị mà mình nghĩ là nó sẽ khỏe đây anh em, với cái món trang bị giày Hermes. Đó, trận này thì mình nghĩ là chúng ta không thể lên giày kiên cường đâu, tại vì Arum thì nó có khống chế đấy. Nếu anh em lên giày kiên cường thì khống hay không nó vẫn như nhau, đều bị chói. Thế nên trận nào mà gặp Ginder hay là vị tướng Điêu Thuyền chẳng hạn, thì mình nghĩ là chúng ta nên cân nhắc cái slot giày kiên cường. Và Nắc thì có vẻ nhây phết nhỉ, thanh niên này muốn là nhây đây. Mình mà là Nắc pha đấy thì chắc là mình cũng không về đâu, nó biết ngay mà. Rồi, bây giờ không về thì chúng ta sẽ đợi chiêu cuối nha, câu câu tí để cho còn vài giây chiêu cuối thôi, 5 giây là chúng ta có chiêu cuối. Và thanh niên Nắc này thì cứ tập xác định dần đi, nó không về pha này thì chỉ có lên bản đếm số mà thôi. Rồi, lao ra một tí để nửa Nắc, bây giờ chúng ta chạy về một đoạn, và sau đó combo chiêu cuối ngược lại và Nắc chắc chắn bay màu. Quay trở lại với lối trang bị, thì lối trang bị ngày hôm nay mình dùng ở đầu tiên thì sẽ là giày Hermes nha. Đó, và giày Hermes này thì chúng ta có thể kết hợp với bảng ngọc tím là ngọc hút máu 10 viên. Đó chính là viên ngọc hút máu 1.6% và chúng ta x 10 viên. Còn trận nào mà team địch có khống chế mà anh em lại thích chơi theo kiểu đảo ganh nhưng vẫn muốn có một tí người ta gọi là kháng hiệu ứng, thì có thể combo bảng ngọc tốc đánh tốc chạy và combo với giày kiên cường. Theo cá nhân mình thì cũng rất là ổn. Hoặc nếu anh em nào an toàn, muốn mỗi thứ một tí thì lại 5 viên tốc đánh tốc chạy và 5 viên hút máu cho vị tướng Zuka. Còn về slot thứ hai thì trận này mình gặp vị tướng Tara và vị tướng Arum, thế nên bắt buộc ở đây chúng ta sẽ cần một cái slot trang bị để giảm hồi máu, đó chính là slot trang bị đao truy hồn. Còn đến slot thứ ba thì chúng ta cũng có thể cân nhắc trao đổi giữa hai slot. Thứ nhất là kiếm Ramasa hoặc cũng có thể là phối hợp kiếm. Trận này là kể ra mình gặp vị tướng Tara, vị tướng Arum và gặp Nắc lên dìu, nó ba vị tướng tanh nên mình mới lên Ramasa thôi. Cho trận nào mà team địch máu mỏng thì mình nghĩ là anh em cứ lên cái thương long thì nó sẽ là hợp nhất cho vị tướng Zuka, vừa có máu vừa có xuyên giáp và vừa có thể khỏe sớm vào giai đoạn đầu trận. Đó, còn đến slot thứ 5 chúng ta sẽ lên cho vị tướng Zuka là thanh kiếm, và slot cuối cùng thì sẽ có hai slot. Thứ nhất là anh em có thể lên cho Zuka đó chính là giáp hồi sinh, hoặc cũng có thể là nanh Fenrir, đó tùy theo lối chơi của anh em nha. Thích gian thương nhiều thì chúng ta nên nanh, còn thích an toàn thì chúng ta sẽ lên giáp hồi sinh.
Cuối cùng về vấn đề bảng ngọc thì rễ ở ngọc tím chúng ta cũng đã nói một nửa rồi, đó chính là về phần ngọc hút máu, ngọc tốc chạy. Còn ngọc đỏ ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng là 7 viên xuyên giáp 3,6, 3 viên tỷ lệ chí mạng 1,6%. Và cuối cùng ngọc xanh lá cây thì sẽ là xuyên giáp 6,4 nha anh em. Theo cá nhân mình thì đây sẽ là bảng ngọc rất là mạnh cho vị tướng Zuka. Còn về vấn đề phù hiệu thì vẫn là ưu tiên ma tính, để tối đa những cái pha combo cho vị tướng Zuka chúng ta được tối ưu hóa sát thương. Thên ở đây thì đã một cái pha lừa tình khá là hay bằng cách AFK và sau đó để team địch nghĩ là AFK thật, lao lên và sau đó có một cái pha đẩy rất là đẹp, ăn được vị tướng Violet. Và mình nghĩ là pha này thì chúng ta cũng sẽ đẩy dần dần lên thôi. Khi mất đi ba cái đường trụ như thế này thì vấn đề mất đi trụ cuối nó cũng chỉ là vấn đề về thời gian, nó rất là khó để có thể lật. Và như mọi lần thôi, nếu cách chơi cách đánh chúng ta sẽ nói luôn cách khắc chế của vị tướng Zuka. Để khắc chế được Zuka thì cái điều đơn giản nhất anh em cần đó chính là pick những cái vị tướng trên kèo, hoặc là pick những cái vị tướng không chế nhiều như kiểu Arum Lester thì theo cá nhân mình nó cũng rất là ổn. Hoặc nếu anh em là AD thì anh em có thể lên giày hộ vệ và thêm một cái áo tràng băng, hoặc cũng có thể là giáp hiệp sĩ thì theo cá nhân mình khắc vị tướng Zuka nó cũng rất là đơn giản nha. Và video của mình về vị tướng Zuka trong mùa giải S1 2023 thì đây cũng là kết thúc rồi nha anh em. Và nếu anh em nào thấy hay thì hãy để lại mình một like đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình tiếp tục ra dấu khác hơn nha. Và hẹn gặp lại tất cả anh em ở trong video lần sau. Bye bye.